Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt cũng như là sử dụng các tính năng cơ bản của Telegram nhé. Đầu tiên, các bạn hãy vào Set Play App Store, tìm từ khóa Telegram, sau đó sẽ ấn cài đặt và đợi cho phần mềm được tải xuống. Các bạn chờ một chút, phần mềm nó chỉ có là dung lượng 24,62 MB thôi nên tải rất là nhanh. Bước này sẽ không tiêu tốn quá nhiều thời gian của các bạn đâu. Sau khi tải xong thì các bạn đợi phần mềm để cho nó được cài đặt nhé. Sau khi cài đặt xong, chúng ta sẽ vào phần mềm Telegram để bắt đầu đăng ký tài khoản. Chúng ta ấn vào Start, nhập số điện thoại. Các bạn lưu ý là phải nhập đúng số điện thoại của mình nhé, thì chúng ta mới nhận được mã thông báo. Các bạn ấn các quyền truy cập cho phép phần mềm. Sau khi đó các bạn ấn gửi thì sẽ đợi thời gian để mã được gửi về điện thoại của chúng ta. Sau khi có mã gửi về, chúng ta nhập mã đấy vào. Bây giờ chúng ta sẽ đến phần đặt tên. Các bạn ghi họ trước, sau đó là tên. Ấn mũi tên bên tay phải để sang bước tiếp theo, ấn chấp nhận, ấn cho phép quyền truy cập. Vậy là các bạn đã đăng ký tài khoản xong rồi. Sau đó bây giờ các bạn sẽ tiếp đến là tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách mà đổi tên, đổi ngôn ngữ của phần mềm sang tiếng Việt nhé. Các bạn sẽ truy cập vào đường link có sẵn, đường link này tôi sẽ để dưới mô tả cho các bạn. Sau các bạn ấn thay đổi là được. Còn nếu mà chưa được, các bạn hãy vào phần cài đặt, vào phần ngôn ngữ, sau đó chọn vào tiếng Việt là được. Đó, như các bạn thấy là giao diện của phần mềm đã được đổi sang tiếng Việt rồi, đúng không? Tiếp đó là đến phần thêm bạn bè. Các bạn nhấn vào hình cái bút bên góc tay phải, sau nhập tên của các bạn muốn kết bạn, sau đó nhập số điện thoại mà đã được đăng ký Telegram của người đó, sau đó ấn nút tích V. Vậy là xong rồi. Thử ấn bắt đầu một cuộc trò chuyện nhé. Tôi sẽ ấn cái nhãn dán hello luôn này. Các bạn muốn lưu tin nhắn này thì hãy giữ vào tin nhắn đó, xong ấn chuyển tiếp, chọn tin nhắn đã lưu. Chúng ta cùng kiểm tra xem được chưa nhé. Vào phần tin nhắn đã lưu này. Đấy, các bạn thấy chưa, tin nhắn chúng ta vừa lưu đã xuất hiện đây rồi. Cái phần tin nhắn đã lưu này sẽ giúp các bạn lưu trữ được những thông tin quan trọng mà mình không muốn nó bị trôi mất. Đó, bây giờ chúng ta sẽ vào một cuộc hội thoại. Đây là phần nhập, thì các bạn có thể nhập những cái tin nhắn mà mình muốn gửi. Phần góc bên tay trái chính là các nhãn dán, các tệp kíp hoặc là những cái sticker mà các bạn muốn. Ở cái phần nút ghim ở bên tay phải, đó là phần đa phương tiện. Các bạn có thể gửi ảnh này, gửi file hoặc là gửi vị trí, có thể gửi nhạc. Tiếp đó là phần ghi âm và máy quay. Ở phần dấu ba chấm bên góc phải có cuộc gọi này, có cuộc gọi video, có tìm kiếm và các tính năng cần dùng cho các bạn. Nếu các bạn thấy video hay và bổ ích thì hãy like và subscribe cho kênh để chúng tôi có nhiều động lực hơn để làm nhiều video bổ ích chia sẻ đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.